bờ sông kêu là Cúc Thủy, chớ Sài Gòn xa chớ Mỹ cũng xa, chồng gần không lấy em lấy chồng xa, mai sao cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa bổ kỹ trái chị biết đây là gì không? Trang hồi nãy mà vừa cái bên á mà Trang không biết của bà gì. Trang tưởng là trái cam, Trang lặn lội đường xa Trang đi bẻ nhưng mà trái chanh đó quý vị, vàng nè, không phải chanh vàng thứ của Mỹ đâu mà nó là chanh chanh chín héo. Đấy đây. Thì Trang đang ở trong một cái khung cảnh khá là quen thuộc đối với khán giả của Khói Bếp Miền Tây. Thì Trang đang có mặt ở ngôi vườn thân yêu của mình. Hôm nay Trang khỏe rồi nên mọi người cũng Trang chào bên cây mận thì cũng có nhiều người hỏi thăm, nói Trang chưa khỏe thì đừng có đi làm, nhưng mà hôm nay thật sự là sức khỏe Trang tốt rồi, và Trang đang đi về làm một bộ môn này mà lâu lắm rồi Trang chưa làm nữa quý vị, đó là thăm chúm lươn. Trang có đi đặt ba ba là người đi đặt, và ba đặt lúc chiều hôm qua. Đúng ra người ta thường sáng 5 6 giờ sáng là người ta đã đi thăm chấm rồi, mà Trang thì khác. Trường hợp của Trang nó hơi đặc biệt là giờ này, ở giờ này là tầm khoảng 2 giờ chiều, trời cũng còn nắng lắm á, Trang sẽ đi thăm chấm lươn và Trang hy vọng là sẽ dính được con lươn nào đó đủ ăn để mời quý ông bà cô chú anh chị, hy vọng thôi nha, chứ bây giờ Trang cũng chưa biết dính không nữa. Ba Trang nói là ba dân vòng vòng đây nè quý vị, trong cái vườn nhà Trang luôn nha, bữa nay là mình không đi đâu xa hết, thăm chúm lươn hy vọng mình sẽ dính nha, mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn cùng trải nghiệm một ngày tiếp theo miệt vườn sông nước với Trang nha. Ai nghỉ mệt chút thì ở đây tiếp. Cho con thấy Ừ. Đang làm dưa nè. Ăn giòn. Nè quý vị. Dưa xoài non. Rồi đi thăm chấm nha. Đi thăm chấm lương cũng phải thật là xì tai phong cách như vậy. Cái bao đầu ngày của Trang á, đỡ không chấm vô. Hồi bông lục bình mùa này nó nở hết trơn luôn. Đường nào ba? Đường này hả? Đi nha. Cảnh này quý vị thấy thân quen không? Trang à, Trang nhớ dữ lắm luôn á. Cái lúc mà Trang với ba mới mua cái 12 cửa ngục á, hí ha hí hửng luôn để dành tiền đi mua được cái 12 cửa ngục, những cái clip đầu tiên luôn quý vị. Đi đặt và ba nói là đặt rồi dính. Trời ơi, mấy cái mà mới mua về đặt rồi cái là dở không hết luôn. Hình như Trang nhớ bữa đó là ăn cái món gì ta? Canh canh mướp hay gì lại, cậu ba ăn đồ gãy gù luôn á, không có dính gì. Cảnh còn người xưa này. Đâu ba? Đây cá rồi. Ôi, ấm nước cho từng đấy. Đây là vườn mít mà cái dòng bờ của ba Trang vẫn là trồng mít với xoài Đài Loan. Cà này khó quá, nhường chú hai thơm mới được nha chú hai. Sao tình hình không, sao không có không thơm mà thơm mà ô
Từ tốt. Rồi đi. Đâu nữa? Đi vô trong. Vô trong ở đâu? Cái vòng đó. À, rửa mực. Về giùm cái. Về đi con. Đi con. Thôi để chú Hai làm luôn cho. Con vậy cho con rửa ống gần nhà cho. Với mày lẩu chú Mương thôi. Nó hết bệnh đó. Ai mà đi thăm chấm lương giờ này không? Nắng gắt luôn. Nước dậy. Thì ra không nổi. Đừng kêu không nổi, không biết gì đâu. Thôi. Đi đường này vô luôn hả? Đâu nữa? Đỡ tay đi, đỡ tay đi. Ông nào đâu con dở sao? Đỡ xếp đồ đắng. Đây nè quý vị. Hả, mít nè. Ghê chưa, ghê chưa. Rất là mát luôn. Sao về có trái không ta? Không thấy. Sao chê cây này nè. Ba đi đâu hả? Đây con dở cho. Ba ba. Ai đây đây đây, con dở cho cho. Ba con ai cũng dành vậy. Ồ cây sao chê nó sắc rạc luôn quý vị. Cái gốc nó là cái gì không? À. Nhà ngoại trang mình sử dụng sao chê nhiều lắm luôn á. Cái này cổ ốc cũng trồng lại nè. Khui 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 khui. Bên đây bên đây. Cái này không chín gì. Xuất sắc rồi. Vô mánh rồi. Vô mánh rồi. Chạy rồi nè. Thiệt hả ba? Thiệt hả ba? Dẫn hoài. Dở hoài với chú Hai hoài là được. Dính thiệt hả? Dính thiệt chứ bộ. Dính thiệt thì dính vậy nha. Dính vậy nha mới dở. Ừ. Để. Có vô. Ồ phải cái này con dở rồi. Con nói con hên này. Nè. Nó dụt cái hên nhiều. Hên như chú Hai còn may mắn. Tại hôm cũ. Ồ chim mít nè. Mít này là mít gì ta? Gai. Săn gai nè. Mít này nghe nói ăn không ngon. Mít này bán. Ồ đây có cây bự không ta? Dữ nha. Nhìn cái cây quá trời luôn nè. Mà toàn cây không, không có trái nè. Từ từ chú Hai ơi. Đi không nổi, chú Hai đi nhanh quá. Ủa vậy mấy cái ốc nước kìa. Bò qua vậy đó. Đâu nữa? Đây nữa hả? Ôi. Ừ. Dẫn cái lấy thêm đi. Không có. Không có. Có rồi nó chạy biết liền. Ôi lúc, lúc gì vậy ta? Đâu nữa bà? Dài vậy lắm. Đắng lại đâu. Bên kia giường của người ta. Trời một chú già quá vậy. Ok. Khui khui khui. Một hả ba? Mấy ống mà đặt nhiều không? 15 ống rồi hả? Nhiều mà. Ồ. Hồ câu cá định mệnh rồi quý vị. Câu cá mà ăn được thịt gà luôn. Gà kho xá ớt luôn. Nhớ hết á. Clip nào của chú Hai cũng là một kỷ niệm hết trơn. Kỷ niệm đáng nhớ luôn. Đây 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 đây. Cái đầu nữa. À, đây 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 con dở cho nè nè. Đây cầm nó đi.
Thấy chưa? Không. Bây giờ tới chan ra tay nữa. Từ nước về thấy căng lắm. Thử cái này quý vị. Này là quý vị biết sao? Tại mợ của chú hai không bán chứ không phải là tại trang kia đâu. Tiếp không? Con nước rồi nấu không bà? Quá mệt quá. Trời ơi nặng lắm nha. Nặng lắm quý vị ơi. Rớt không? Nha. Nó chì chì cái gì á. Không biết mồi, không lẽ mồi nặng dữ hả? Nặng á. Đây nha. Ba cầm thử ốc này có thể nó không trúng đi, con thấy nó nặng. Họ mít đâu mà chặt bỏ lại vườn. Cầm thử. Không biết. Không chứ nè. Sao nó nặng nha. Ồ bữa nay mây trời xanh view luôn. Tiếp tục. Sao chứ là lậu. Đâu đặt đây hả ta? Ừ. Cái vườn bên kia nhà Trang. Vườn bên đây. Cái đây. Rồi mệt thở nó không nói người ta. Đây mà có cây đủng, đủng đỉnh. Sao? Ở đi sao? Đặt dở quá chứ. Nhiều khi con lương nó ăn no rồi nó ra. Có không à? Có ra không à? Có chứ. Có chứ. Người ta đặt là 5 giờ dở nên quá trời. Trễ đâu có mấy tiếng hồ đâu bà. Ngày đêm coi vậy nói gì chứ làm gì không có con nữa kiểu này về chắc có món khác ngoài lương rồi nhà chú hai cái bụi môn đẹp quá ha môn nó môn ngứa lắm cái gì của bà hai á bà hai bán dưa môn đó xài môn đó vườn Trang ba la con gắn hả? Ừ. Ủa? Căng ngang mà. Gắn gì vậy? Chứ sao gì? Chứ vậy? Đừng làm mình sợ chứ. Ở cái đó mình dành dở rồi tiêu rồi. Chứ hai cũng biết sợ. Trời sợ nữa. Cái chút này không chạy là hết. Vô phương rồi. Vô phương rồi. Thua. Thua rồi, chú hai thua rồi. Tiếp tục.
như là đói. Ồ, mình còn một hầm cá bự mà, cá khủng lâu năm mà chú hai. Sợ gì mấy quỷ này. Chấm ở giường mít nha quý vị. Không chạy. Bé đầu rồi, bé đầu rồi. Nước cạn quá. Giờ nói nè, chúng lạnh rồi. Vườn nhà chú hai quá đẹp. Mà không dính gì chưa. Sao bà? Làm được con nữa. Con nữa hả? Hả? Ồ, con theo sát nhất rồi luôn. Bà nói cho em, nặng không dính. Nặng không dính thiệt. Con này bự. Ừ ha. Cho con dở cái con đằng trời mình đi. Đi, nó nghỉ đó. Không có mấy cái nhặt không à. Đi, cho con dở con đó đi. Con này cũng được nữa. Đâu đây cái gì? Đây nè. Đây, cho dở cái. Con không có nặng muốn dế đi này, cầm lấy. Dế thay ra. Trời, ít giờ đó. Cái nào bà? Rồi, thấy rồi. Cuối cùng cũng cho dở tiếp tục. Lên nha quý vị. Con sợ nó vụt con lươn của ba á, nên là con phải cầm vậy nè. Mà nặng lắm, thôi đi vô nhà đi, đi vô con khui ấm này với mẹ. Mẹ ơi, chàng có cảm giác gì cái ống này nó rất nặng luôn quý vị, rất nặng. Và còn ống nữa, chàng phải dành dở cho bằng được. Mẹ ơi, mẹ giữ cái ống này dùng con đi. Đây, nè. Con không biết nhưng mà con thấy nó nặng. Nè, mẹ cầm ống này cho con nha. Để riêng đi, để thôi cái ba nói của ổng nữa, đàn của con đó. Quấn lộn cái gì? Không, giữ ống này cho con đi. Sao nặng dữ? Tiếp tục quý vị ơi. Trời này mát ghê luôn. Nửa muốn dừng mà nữa không. Sợ trời mưa thôi. Nhưng mà như vậy thì nó thoáng. Mưa ở không được đâu. Ừ. Ê. Thằng ống. Sao nào. Ồ mê lý. Chụp quá. Dành lộn. Thấy chưa. Ở vậy. Đâu riêng con đâu. Khui hàng. Hai ống của chú hai. Ồ có lương đó. Còn một quý. À, tới ông kia đi ba. Ông này chạy hai con. Thấy không? Trời ơi. Ông như là thầy bói. Tại thế nó nặng kì, hơn. Kì quay ống chúng nè. Hai con không hai thì ba. Ôi con lưu bự. Hai con thiệt. Hai con thiệt. Nó chơi đâu. Hai cái đuôi luôn. Ôi lưu bự. Ôi. Chết mẹ rồi, mất cơ mất con bẩn kìa. Cho vô nhà vô cửa. Thôi quá luôn đây, quá luôn đây. Không có được rồi. Chết mẹ nó bọt vô nhà luôn. Trời ơi, thôi đi về lấy cái thùng đi ông nội. Đập đập luôn đi. Đập luôn đi. Đập luôn đi. Đừng để từ từ nó không ngại. Ai mà đổ nước vô.
nó nốt vô nó nốt gì được. Tại ý muốn đổ gì đây cho nó thấy đẹp. Cho nó đẹp. Thôi thôi mất tới chiều luôn đó. À. Trời ơi. Còn nữa không? Hết còn nữa cái lại luôn à. Nè tới cái ống của con nè. Vậy là một ống nó được hai con hay là? Vậy là làm sao chia trời? Ba người là bốn thôi con khó chia lắm đó. Mang con bự nhất đó cho. Nè, mở một con này. Đây quý vị, quý vị. Ống này là của Trang nè. Nhỏ cũng có hay sao nè. Dù quê. Có là hả? Dù gì mà nhỏ. Mẹ thấy nước không đó. Mà ví dụ như con có đặt nó cho con ăn cái này không? Thì đồng rồi, ba con ba người rồi. Thì giả dương con rồi ba hai con. Có mẹ ơi, có mẹ. Mẹ thầu gấu con đừng có vịn cái tay đó. Trời ơi trời, con lương bự. Vịn lỡ con gì rồi sao? Ba biết mà có mà điều nó nhỏ. Ôi ơi, mất rồi. Ê, cực lắm đó con. Mà dù sao mày cũng là niềm danh dự của chị Trang mày đó. Lại lại, đi đi thôi ba. Đúng. Hầu lắm, mấy em hồi đang có gầm mắt. Lại đi. Nó bỏ hồi xuống xong giờ. Ai? Còn quá rồi. Quá. Thôi lành không? Lương đồng miền Tây quá vậy. Cái đuôi nó này quý vị thấy không? Nhọn quá luôn. À, còn con lương đuôi nó giặt. Nó cục ngóng chỗ này hả? Nó không có nhọn vậy đâu. Xuất sắc. Sao cầm nó lên được à? Đây nè quý vị. Thường thường mấy cái mùa này người ta đặt ít dính lắm. Có mùa nước mới có nó. À, này là mùa khô à. Là món, là món thì. Là món thì. À, giờ ăn gì vậy? Ai. Ai quý vị. Bốn con chạy như đủ ăn buổi chiều của cái gia đình này. Bây giờ thì Trang với ba và mẹ sẽ làm một cái món. Mời quý bà cô chú anh chị các bạn nha. Lương đồng đó. Lâu rồi mới đặt chấm lại. Kệ, mùa này chúng vậy là cũng hên rồi đó. Làm gì giờ đây không biết nữa. Ủa. Mày cho cá luôn nè. Bắt gì đâu có hai ngàn cá. Gãi cho cá. Mẹ ăn cá không? Cá khủng không? Đi câu cái tới chiều mới về nhà. Ba đang mặn lương. Nhớ hồi xưa con mặn lương cái ông ba cũng la trời. Chặt nửa cái đầu luôn. Ba lấy cho chưa? Đó. Mọi người chặt có cái mỏ có chết gì thôi quý vị. Dạ. Này nó tốt quá trời, bẻ nấu canh nè. Ồ rau nè. Á à, vườn mình có rau rồi nè bán. Nè hút dòi nè. Ở đầu đắng chỗ cây mận mình nó đó. À. Hút dòi nè. Rồi có rau chay nữa nè. Bữa nào về đây hái rau nấu canh tạp tàn được rồi. Bẻ này nè. Nấu nước con uống, nấu canh ăn. Chị Kho hay lắm. Nay trời trong xanh mát hả vậy? Nấu bụng bự ra trà vô. Người ta đãi cho mình ăn mà. Mình cái cầu cao quá mà. Ba đó giờ ba ăn món nước này chiên sao vậy ta? Lương ủ muối vậy ba? Chưa. Này còn ủ nữa. Rồi, dữ lắm rồi.
Cái này là con nó làm gia tài để lại cho quý anh nó chăm. Bữa nay lấy về quý vị ơi, chứ miếng món chàng sắm lâu lắm rồi đó, nhưng chưa có cơ hội xài, nó xài thử lâu quá, để không nữa để. Để nửa thạch sùng nữa, thiếu cái mẻ kho cày lắm ạ. À, cái nắp bữa đó còn không có đốt nào vậy. À, ghê chưa đẹp quá ha. Ồ, đồ cổ nó trang sống mà. Giờ đi sống để làm gì, anh sống để con làm YouTube. Xã ở miền Tây là ăn như thế này đây. Xã chút veo rồi, lý do nữa cái gì đốt nướng cái bên nữa. Hư đổ gì đâu, chết cái bụi xả thôi, làm như chết cây xoài. Cái này không phải món lương gồm xả gì, nên sẽ là món lương ổ muối. Con xả bự, không dám tát nữa. Nó lên không ba? Lên rồi hả? Lên mưa xuống nó mọc lên tùm lum. Đây này quý vị. Thương nãy giờ ba làm sạch rồi. Rất là ngon. Đây là nguyên liệu cho anh chuẩn bị cho anh làm một cái món. À, bây giờ tôi phải cắt cái này ra các bạn. Đây thì có xả nè. Xả bữa nay không được đẹp. Mà trời, mình tay nhỏ vô còn muối ngọt. À, đây một cái nồi xịn xò. Quá ngon luôn á. Rồi cho anh cắt luôn nha cái đó. Bây giờ cho anh sẽ cắt nha. Cho anh vẫn để nguyên con nhưng mà cho anh cắt cái khứa này thôi, để mình hơi cái mình gấp mình ăn nó sẽ bung ra. Không có cắt như xương, cắt thịt thôi. Lần đầu chắc làm món này luôn quý vị. Hy vọng nó sẽ ngon. À, tiếp tục. Để qua đây. Rau rồi chị đi đặt chấm lại. Còn lưng con này chứ mềm lắm nè. Xong chưa ta? Xong rồi. À, bây giờ để vô đây. Cái xả. Xả này chân sẽ đập sơ sơ thêm cái gì cho nó hơn này. Dừa. Rồi bắt đầu nha. Chuẩn bị sẵn sàng hết các món rồi. Cắt làm hai đi cho dễ. Ừ, được. Nó sẽ làm như vậy đi. Rồi, cho vô này. Ngồi đây. Do ở trong này nó tối như vậy nên là Trang sẽ tắt hết nước ra cái đó. Có cái ánh nắng mặt trời á, vậy không? Trang sẽ cho muối hộp vô. Ôi trời, trời dễ chạy. Đây, con coi nha. Con mở một hơi mà lum ba ta lên.
cho xả vô. Một lớp xả đi. Thơm lắm nhé. Nhìn thấy hẳn rồi. Rồi, giờ chờ tiếp tục. Ui da. Đây, đường, bỏ vô. Sắp vô nha. Sắp con bự ra dưới chút. Chà, nấu này đã dữ rồi nha. Để cho làm rồi ăn thử rồi chia sẻ với ông bà cô chú này thử xem cảm giác mình ăn cái món này nó như thế nào. Đó là đó giờ mình không có biết. Cho nghĩ là nó thịt nó sẽ ngọt lắm. Đẹp quá ha. Vừa y luôn cái nồi vậy ta. Đây, cái gì có nhìn thấy vô, nhìn vô trong được không? Giờ cho nha, chét cái nồi đất lại thằng cho nó kín hơi. Chứ là chàng sợ nó nổ bay nắp. Bằng cơm nguội quá vậy. Đủ đi. Thì không nổ rồi, mập quá rồi, như một cái cục mỡ, cục bông gòn nghe kìa. Không đi được, còn đi được. Trời ơi, con này nuôi nè. Thấy ghét. Đâu đây vậy con? Trời ơi, kiếm kẹt nằm không vậy, chết rồi. Cái người đâm không hả? Ừ, cái đâu rồi, cái đó rồi. Dữ rồi sao? Sổ hả? Dĩ dặn. Gì quá, cục bông gòn gì quá. Đi ra đây nè con. Ẩm ra đây đi. Thôi con dám đụng. Đi ra đây nè. Nó mềm mập hả, con ẩm đại đi. Đi ra đây nè. Nó tên không vậy? Má mì. Lô, lô, lô. Tên gì ba? Lô, lô. Ba thì kêu là lu, mẹ kêu nó con má mì. Tại nó mập quá. Đi ra đây nè con. Ở đây sao chát lòng? Ba nó cắn mà. Đâu? Đi nè con. Đi nè. Trời hết hồn chứ. Ghê quá à. Ghê quá à. Quát đôi lìa chưa? Ngồi vậy coi. Lạ đó, quen rồi cho coi nó ở giò mày không á. Ôi ơi, con nè. Mập mập quá, không làm gì nổi chứ nè. Như vậy. Hay đẹp không, đẹp không nè. Ừ, điệu ghê luôn. Ôi, đó giỡn, 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 giỡn. Không vừa mẹ ơi. Bây giờ Trang sẽ cho lên bếp nha quý vị. Gió ơi. Từ từ nè. Cái nồi này hơi khiên xuống chưa chắc rồi nha. Ăn chi điệu mà làm món. Hả à, vậy. Nhìn cố tình đang sửa sửa lại cái cho tới ngay cái ta. Chuẩn bị nó nổ chạy không kịp đây nè, trời ơi. Hai cây này là cây đó điều khiển nha, nó dán ngoài cả. Trời ơi, ôi ấm là mình nó ngồi cái khung cảnh này cái vậy. Nó muốn kêu nữa. Nóng quá. Quá trời nóng rồi. Nứt không ta? Cá nó ụt mà nhiều. Được rồi đó. Ồ, xuất sắc chưa? Tại không có vậy. Cho ăn sắm với cơm lại luôn.
Nghe nghe mùi thơm chưa? Nghe nó xì xì ở chỗ mấy cái gạo á, cái cơm mà chan chét á, nó không kín có được cái hương thơm của xả như luôn. Muối thì chị nghĩ nó đang nổ, hồi nãy nó có nổ nhưng mà nghe không có cháy. Tại cái nồi này là cái lúc mà Trang mua là dự tính của Trang là nổ gà nổ muối hột, mà Trang mua tới nay là chắc cũng cả một năm rồi mà không để dành tiền mua gà nổi, bữa nay mới ủ lương ủ lương ăn. Cười quá. Hãy thử coi ăn cái món này coi nó có khác gì ăn thường thường với con gà nổ muối không. Chín rồi nè, con nghĩ nó gần chín rồi ha ba ha. Tại vì nó lương nó nhanh, nó nóng lên rồi chín rồi. Hay là mình nhắc xuống được rồi đó. Có dịp cho mời quý bà cô chú anh chị các bạn về đây thưởng thức khung cảnh ăn những món miệt vườn và cùng sao ta hít thở khí trời thiên nhiên mát dịu. Có gì ăn nói hay chứ không bảo đảm. Mà hên lắm á, hên cho con Trang bữa nay dính luôn. Đặt hôm chiều hôm qua. Trang thì thôi Trang dự tính là Trang nói với ba là thôi ba dở đi, nếu mà có dính thì ba hãy kêu con qua làm món. Bữa nay hai cha con liều đi dở luôn. Trang cử con đi qua bữa nay là không có món gì ăn, nên là không có chuẩn bị gì hết. Sợ mua đồ vô chế biến mà không có lương. Con gấu à, con kêu nó con người đặt tên nhà có đứa con thì mà ai cũng dành đặt cho nhá. Mẹ thì kêu nó con mì, ba kêu nó con lâu, anh kêu nó con gấu. Má mì của mẹ rồi. Con ngứa. Cái dài cộng ngực bình vô ăn chung với lương. Ôi được bình này ăn nấu nè. Hai cặp nữa rồi. Đẹp quá. Dạ. Mẹ muốn ăn hay mẹ muốn ngắm một tí nữa. Con này vừa cho vừa nở hả? Ừ, vừa cho vừa nở. Ừ. Cả hạnh phúc gia đình luôn. Trông chào vợ chú hai. Trời ơi. À. Má đã qua đã gì ơi. Đây, bây giờ thì nó nóng lắm mà Trang không cầm lên được. Trang chuẩn bị đồ nghề là Trang sẽ khui cái nồi đất này ra nha quý vị. Cái này là cái nồi đất. Và hy vọng là cái món lương này nó sẽ làm quyến rũ lòng người ta. Trang sẽ khui ra mời quý bà cô chú nha. Nhớ lại lên. Thôi thôi. Thôi để con lấy miếng lá chuối mình cầm cho như vậy. Nó có nóng gì đâu rồi con dập cái đường này đi mẹ lấy cho. Em này quý vị nó phà lên tay con nha. Dạ. Mùi thơm. Cái cơm này đừng cho nó rớt vô. Rớt vô nó sẽ không mình được. Nóng nhiều quá vậy. Nóng rồi đó. Em bắt đầu cảm thấy rất là nóng. Lên. Thôi ơi. Trinh mập chẳng ha. Muối. Ồ có cơm nó rớt vô nữa. Cơm nó rớt vô nữa. Đây nè quý vị. Cận cảnh nha chú này. Rất nhanh con ra nổi không? Nổi. Ôi da nóng quá. Đây là nổi.
Thôi gấp con nhỏ chứ đi. Rồi, nóng dữ lắm luôn. Đây, đặc sản con gương đồng miền Tây như cái gì? Ôi, đẹp quá. Để ra đây nè. Để ra đây nè. Rồi mình ăn nhiêu mình gấp nhiêu hả sao mà. Để nó nguội không ngon hả. Thôi đây nè quý vị. Thận cảnh cho quý vị xem nha. Cái muối. Làm sao để lấy cái muối nè. Nó nổ mà cứng nhắc ở dưới luôn á. Nóng quá. Rồi gãy một khúc rồi. Cái đầu nó dính nè. Ồ nè. Ồ rồi bây giờ thì Trang sẽ mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn xa cùng thưởng thức cái món lương đồng ủ muối với Trang nhà mẹ nha. Ba ăn sao hết ba ha. Mẹ mẹ ăn thử mà. Cái coi. Nè. Cái này nè. Ngon ha. Chấm dưa. Mẹ mẹ ăn cái này đi. Chấm muối. Ừ, chấm muối. Cái muối này là cái muối của nó nổ ra luôn. Mẹ lấy ra từng nào. Okay. À, vàng ươm luôn. Ngon không nè. Rồi cho mời quý bà cô chú anh chị các bạn sao nha. Thưởng thức thử coi món này sao. Lần đầu Trang ăn luôn á. Chín mập hết trơn luôn à. Nó giữ được tròn trịa cái vị ngọt của con lươn đồng luôn quý vị. Ngọt mà không tưởng tượng nha. Ngon lắm luôn. Để đỡ đây. Thôi mẹ ăn cái bánh. Tiếp tục. Ăn với rau nè. Tại vì đi bất ngờ Trang cũng không biết ăn như gì. Như rau sống, rau không nhủi. Ngon. Ừ, ngon quá rồi. Ngọt quá ha. Ngọt quá, ngọt luôn. Ngọt, ngon rất ngọt. Ăn con lươn xứng đáng không? Con lươn là làm cái này ăn hả? Ngon. Ừ, ngon. Rất là béo luôn. Mà không vậy, không có bia. Có nước đá rồi. Trời ơi, ngon. Ở trong đây à, bao nhiêu cái tinh túy mà cái độ ngọt của con lươn nó nằm yên trong này hết, nó không bay ra nổi luôn, không bốc mùi luôn. Miếng nữa nha. Ngọt ghê gớm. Ngọt ha. Xúc xắc. Ăn hoài được hoài luôn quý vị. Rất là ngon. Tại từ trước tới giờ luôn á, mình chỉ có là nấu ớt tinh chua, kho sả ớt hoặc là lương âm, xào lăn, các kiểu. Thế là Trang làm thử mất rồi. Nó không cầu kỳ, nó càng đơn giản thì nó sẽ càng giữ được cái độ tươi ngon của con lươn. Còn mình làm quá nhiều á, mình làm quá cái nó mất cái độ ngon. Ngon à. Bếp mẹ nè. Để con gấp ra tiếp. Ngon quá quý vị ơi. Ăn thêm nữa.
nào quý vị. À, khám phá đừng dựng cái nồi đỏ hơn. Cùng khám phá với Trang nha. Bà khai trong đây nó thấy nhỏ không? Nó thấy mà. Ồ, cái nè, muối nè quý vị. Xuất sắc lắm nha, mấy cái miếng lươn này nè. Trời nó không có thịt lươn nó ngọt vô cùng phận. Đây. Ngọt quá. Những cái con lươn. Muối. Ngọt lắm. Trời ơi, cái nồi nó xay. Nhưng mà nãy Trang chát cơm nó hơi dính. Đó. Ô. Nhìn nè quý vị. À quý vị thấy không, nó sẽ cháy xém như gì nè. Đó. À. Ở dưới này muối nè, cái này cứng nhắc luôn á. Kệ, xem như là một trải nghiệm mới. Nhưng mà món ăn này rất ngon, không có đến nợ tệ đâu. Khá là ngọt luôn. Dài quá. À, cái gì hay à. Ôi ôi, coi nè. Như vàng ươm luôn. Cái vấn đề là nó chín mập luôn. Chín. Chín chết. Hay ha. Cái gì là phải chín rồi. Nhưng mà mình ăn nó không có mặn nha. Nó chỉ nổ ở ngoài da thôi. Trời ơi, xuất sắc. xíu lên đi xuống. Tay con là lọ không? Thử. Nó không có dính. Này nó đâu có thấy đâu. Mình thử một cái trong này nha. Trong ngoài vậy luôn. Nó còn nóng, ngon lắm. Vấn đề là nó quá ngọt rồi. Quá ngọt. Ôi da, ôi da. Lọ không đó. Tại vì cái nồi này nó đít tròn. Ôi, ngon. Chúng cục muối nó đã vô cùng. Ngon. Mấy con nhỏ thấm luôn. Con nhỏ thì cho nó mềm lắm. Cái muối này nó thơm. Cái muối này nó giống như muối mình rang đúng vậy, muối tiêu á, những cái con mà lần ở dưới nè. Mình thử nè, nó cháy xem xém nè, ngon lắm. Ngon quá. Ôi, ngon quá. Rồi, chân mời quý ông bà cô chú anh chị nha. Và gửi lời chào đến mọi người luôn, để cho ba thưởng thức, để thôi ba cầm máy nó rung tay. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Bye bye. Ngon. Có dịp về quê hương Đồng Tháp, Trang sẽ mời quý bà cô chú anh chị các bạn sao nha. Ngon lắm, làm thử đây rồi biết. Tóm lại luôn, rất ngọt, rất béo, rất ngon. Tròn trịa hương vị luôn, giữ y hinh của cái độ ngọt và ngon của con lươn như thế nào, nó không có bay đi đâu được hết. Đúng. Ngon quá. Ngon hả? Chắc ăn trái hại này mủ không ba? Thôi mủ. Không. Thèm đi. Anh ăn đi để mình cho ăn không hết đâu. Không tốt. Rồi đi ngâm cái đó. Ha 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 ha.